đến là một trong những homestay Đà Lạt cực hot và được nhiều du khách yêu thích và lựa chọn. The Wilder Nest là một trong những địa danh không thể bỏ lỡ khi tới Đà Lạt, du khách sẽ được tận hưởng không gian nghỉ dưỡng hấp dẫn và đầy thơ mộng. Đọc thêm, kinh nghiệm du lịch Đà Lạt từ AZ bài bản chi tiết nhất 202. Định vị The Wilder Nest Đà Lạt. The Wilder Nest Homestay nằm cách trung tâm thành phố khoảng 7 km, nơi đây có một vị trí cực kỳ đắc địa mang đến không gian nghỉ dưỡng chất lượng dành cho du khách. Có 03 cung đường có thể di chuyển tới đây, giúp dân phượt có thể thỏa sức khám phá và sống ảo, mang đến không gian đẹp, mộng mơ, nên thơ. Chắc chắn rằng khung cảnh nơi đây sẽ khiến bạn cảm thấy hài lòng. The Wilder Nest Đà Lạt nằm dưới chân núi Sen, bên cạnh hồ Tuyền Lâm. Địa chỉ: gần hồ Tuyền Lâm, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Hotline 0825773386. Review The Wilder Nest, giá phòng và các loại phòng. The Wilder Nest Homestay là một homestay khá nổi tiếng về không gian và mức giá phòng. Homestay này có không gian đẹp, được nhiều bạn trẻ yêu thích nên luôn tình trạng khung lịch và kín phòng. Chính vì vậy nếu muốn trải nghiệm không gian của homestay này bạn nên liên hệ để đặt phòng sớm. Đọc thêm, Nomini Homestay Đà Lạt, review chi tiết kèm giá phòng. Hiện nay homestay có những loại phòng sau: RaiVit Valley View Room, với mức giá 5 triệu, đêm đây là phòng cao cấp nhất tại đây, đảm bảo không gian riêng tư cùng view đẹp. Phòng có toilet riêng cùng rất nhiều sự tiện nghi. Rusev Minimalist Room, phòng này có mức giá triệu, đêm, được decor đơn giản và theo đuổi phong cách hiện đại, thích hợp với gia đình hoặc các cặp đôi. Rusev Green Room, loại phòng này có mức giá triệu, đêm cho 2 người. Căn phòng tuy không có view đẹp nhưng được decor xinh xắn với nhiều cây xanh. Mix Room, phòng 300k một người một đêm, mang đến không gian nghỉ dưỡng hấp dẫn nhất cho du khách với mức giá phù hợp. The Wilder Nest giá phòng được đánh giá là đa dạng và phù hợp với nhiều du khách. Đọc thêm, review Lanken Homestay R, không gian lãng mạn và yên bình. Review The Wilder Nest Cafe và không gian xung quanh. Bên cạnh homestay thì không gian của The Wilder Nest Cafe cũng là một lý do thu hút du khách. Khung cảnh nơi đây hiện lên đầy mộc mạc và giản dị nhưng lại cực kỳ thu hút. Vị trí nằm cạnh đồi thông mang đến cho du khách không gian nghỉ ngơi thực sự chất lượng và nên thơ. Đặc biệt nếu đến đây vào mùa xuân bạn sẽ có cảm giác được tận hưởng không gian của Đà Lạt thu nhỏ, êm đềm, xe lạnh và đầy mộng mơ. Không gian nơi đây mang đến những góc check-in cực kỳ hấp dẫn mà không phải nơi đâu cũng có thể tìm thấy. Không quá khó để sở hữu cho mình những bức ảnh đẹp và triệu view khi tới đây. Đọc thêm, top 20 homestay Phan Thiết siêu chất, siêu chill. Khi bước vào không gian The Wilder Nest Cafe bạn còn có thể tận hưởng không gian xanh mát, đẹp đẽ với cực nhiều cây xanh. Hình ảnh cây cầu uốn lượn bên khung cửa khiến nơi đây như một thế giới cổ tích thu nhỏ cực đẹp. Không chỉ vậy, không gian đậm chất cây xanh càng tô điểm cho vẻ đẹp của nơi đây, làm mê hoặc du khách khi tới đây. Bạn không cần biết chụp ảnh mà chỉ cần tạo dáng là có thể có ngay một bức ảnh đẹp và chất lượng. Sự chỉn chu trong từng chi tiết, từng cái bàn, từng cái ghế khiến du khách mê mẩn, đắm chìm không thể thoát ra. Cùng với đó là sự tinh tế trong bài trí không gian mang đến cho du khách sự thỏa mãn chưa từng có. Rất ít không gian nào lại mang đến cho du khách vẻ đẹp ấn tượng và bắt mắt đến vậy. Không vô cớ mà quán cà phê này được mệnh danh là điểm đến không góc chết. Không ngòi bút và câu từ nào có thể miêu tả được vẻ đẹp nơi đây. Không chỉ ghi điểm bởi không gian mà menu đồ uống tại The Wilder Nest Cafe cũng được đánh giá cao về sự đa dạng và độ đặc sắc. Có rất nhiều món ăn ngon đang chờ bạn thưởng thức khi tới đây. Đừng quên lựa chọn cho mình những món đồ đặc biệt và tận hưởng không gian đặc biệt này. Chắc chắn rằng bạn sẽ có những trải nghiệm cực kỳ thú vị và đáng nhớ khi tới đây. Đọc thêm, review Phú Dân Tây Homestay, homestay view độc giữa Đà Lạt. Đọc thêm, Camper Đà Lạt, món ăn vặt bạn nhất định phải thử. Một số lưu ý khi đến The Wilder Nest Đà Lạt. Nếu muốn sở hữu bức ảnh đẹp thì bạn nên tới đây vào hoàng hôn. Đây là một địa điểm ngắm hoàng hôn cực đẹp và chất lượng. Bên cạnh đó tuy quán đã đi vào hoạt động nhưng chưa thực sự hoàn thiện, vì vậy trước khi đặt phòng để có được thông tin chính xác nhất. The Wilder Nest Đà Lạt thường có nhiều chương trình khuyến mãi cực kỳ hấp dẫn giúp khách hàng tiết kiệm chi phí. Bạn có thể bỏ chút thời gian săn những voucher cực hấp dẫn tại đây. Không gian nơi đây đề cao sự yên tĩnh, vì vậy bạn nên có ý thức giữ gìn không gian để có thể mang đến một chuyến nghỉ dưỡng chất lượng cho mình và mọi người. Mùa cao điểm homestay luôn trong tình trạng cháy phòng, vì vậy nên đặt phòng sớm để đảm bảo việc có phòng cho chuyến đi của mình. Và mùa cao điểm giá phòng cũng có sự thay đổi, bạn nên lưu ý để check giá trước khi đặt phòng để không bị bỡ ngỡ. The Wilder Nest Đà Lạt là một điểm dừng chân đầy hấp dẫn khi tới thành phố đầy mộng mơ này. Hãy lựa chọn nghỉ dưỡng tại đây để có cơ hội tận hưởng những gì mộng mơ nhất, đẹp nhất, nên thơ nhất của thành phố này.